Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của Hai Lúa miền Tây để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Lô mai này bự bự mà đế quyết vẹo luôn. Đó, rất là nhiều cây ha quý vị. Quý vị là tha hồ mình chọn lựa luôn. Đây, chào em. Dạ em chào anh Tấn, em chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em tiếp tục lên cho cô chú anh chị một số khoai mai vàng, mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ em ạ. Hình thức của giao lô của em là bao sóng bao ship trên toàn quốc. Số điện thoại là 0345 819 849, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Rồi, cái mã số đầu tiên, mã số 1 em này tay cành thân lắc lượng đẹp quá quý vị, tay cành lực nữa ha. Đẹp quá. Rồi, cho chiều cao nó trước nha quý vị. Cao là 1m3. Rồi, vô cái quanh em đo em báo từ sau luôn, miễn sao chính xác là được, khỏi vô kiểm tra. Quanh là 30. Rồi, xây xây luôn. Đó, 30 quanh. Tay cành đều rang đẹp lực không gì này, cây này cũng dạng thành phẩm rồi, về chỉ cần bung tàn ra gửi gì chỉnh thêm một nước dây của mấy cái tay cành nhỏ nhỏ đó là chơi ok ha. Rồi để đây quý vị ngắm nghe kỹ đế ha. Để đây. Bích đế ra lực ha, được thân tay cành rất đẹp. Rồi giao lưu nhiêu đem? Dạ cái này em giao lưu 3,2 triệu anh. 3,2 triệu ship toàn quốc hả em? Dạ, mấy ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Mã số 2. Rồi, mã số 2. Chiều cao là 85. Rồi. Còn là 19. Rồi, xe xe luôn. Đây, thân cành nó quý vị. Thân cành lắc lượng, tay cành có. Để đây. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Dạ, cái này em giao luôn 400 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mình lên cây tiếp theo, mã số 3. Rồi, mã số 3 đây quý vị ơi. Rồi, chiều cao em nói luôn. Chiều cao là 1m2 anh. Rồi, 1m2. Cải hoành luôn. Hoành là 33. Rồi, xây xây luôn, 33 hoành nha quý vị. Đây, thân cành đây. Rồi, để luôn nha quý vị, nặng nguyên khối để luôn ha. À. Rồi giao luôn như đêm. Dạ cây này em giao luôn 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Hỏi không? Không xuống. Mã số 4. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 37. Còn là 28. Rồi 28. Cò gì để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, cái này em giao lưu 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 5 luôn. Chà. Rồi, cây này bự dữ nha. Cái bầu, hết viết cái bầu luôn. Chiều cao là 60. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành là 30. Rồi, hoành 30 luôn. Hai cành có luôn ha gì? À, có gì lẹ chơi. Đế dưới này. Nguyên nồi đế, quá sát cái nồi đế ha. Rồi. Giao lưu như đây em. Dạ cái này em giao lưu 2,5 triệu anh. Rưỡi cây đẹp quá. Rồi xuống cây. Nổi hôn. Nổi đâu. Chắc phụ quá. Phụ quá. Rồi lên cây mới luôn. Rồi mã số 6. Chiều cao là 70. Hoành là 25. Rồi 25 hoành. Rồi để em nói quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, cái này em giao lưu 700. Rồi, xuống cây 700. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 7. Mã số 7 đây quý vị. Thân lắc lượng đế thằng nguyên bệ bự chảng ở dưới luôn. Chiều cao là 95. Rồi. Giao cái hoành luôn ha, hoành này bự nè. Đo báo từ xa luôn đi. Hoành là 37 có dư. Rồi tính 37 của anh nhưng quý vị, quý vị ngắm nghía kỹ thân cành. Đó, kỹ nha, mình vô cái bệ đế nha. Rồi dừng cái ủa ai nguyên cái bệ quá sát cái bệ này quý vị. Rồi xây xây tiếp cái bệ đế luôn. À, trước cũng có chồng trước ha, chồng có nè. Cây này đế lực một bệ luôn. Biết bệ đế luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ cái này em giao lưu 3,5 triệu anh. 3,5 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Chắc phủ quá hả? Nổi không?
Ráng ráng ráng. Nói ơi. Nặng dữ ạ. Mã số 8. Chiều cao là 46. Quành là 31. Rồi, 31 quành. Nói gì ngắm cái kỹ dáng cành đó ha. Để đây. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, cái này em giao lưu 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã số 9. Mã số 9. Giữ, ha. Chiều cao là 79. Rồi. Quành là 27. Rồi, xe xe luôn. Em này mấy cái nách cũng phù, phù nách hết trơn ha. Mấy cái phù ha. Báo cái cây này nó già cây hết à. Báo phù nách chứ mình không có báo cái gì thêm nhưng quý vị. Để đây. Mấy cây này mấy em đâu có tính xù đâu. Tính cây, cây thường. Dạ. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, cái này em giao lưu 1 triệu tư anh. Rồi, 1 triệu tư, cây bự chảng luôn. Rồi, xuống cây, hai người xuống mới nổi. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Rồi, mã số 10. Rồi, đây là cái gì? Chiều cao là 62. Hoành là 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, cái này giao lưu 450 anh. Rồi, xuống cây luôn, 450. Rồi, tiếp tục luôn. Cây bự nữa nè. Mã số 11. Cao là 75. Rồi. Hoành là 35. Rồi, xây xây luôn. 35 hoành quá vậy. Hoành bự nha. Đó, hoành bự nên cái cục đất, cái bầu này cũng bự chản ha. Củ đế, trà bá luôn. Xa đế luôn nè. Cộng lực lực ha, nguyên cái củ này rất là lực như quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, cái này em giao lưu 2 triệu anh. Rồi, 2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Nổi hồn. Đáng lên. Nổi không phải anh. Cố gắng, cố gắng. Rồi, mã số 12. Chiều cao là 90 anh. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. Em nghe thân cành ở nó ha. Thân cành. Rồi, để luôn đây rồi quý vị. Đó, để trải đều luôn. Ha. Em kéo đế hang chồm chống chịu gỉ gì đó đầy đủ hết. Giao lưu như đây. Giờ cái này em giao lưu 1 triệu 1 không? Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu 1. Rồi, tiếp tục. Phụ phụ lên nó ông. Cái nặng nha. Số 13. Thấy mấy anh em mà làm mấy cái mai bự này khiêng thấy. Chiều cao là 58. Hoành là 33. Rồi, đó, một em trực tay cành đều luôn, hoành bự luôn. Cái nồi đế nè. Đây, quá xá cái cụ đế này không vậy? Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, cái này em giao lưu 2 triệu rưỡi anh. Rồi, 2 triệu rưỡi quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số tiếp theo luôn nha nhưng quý vị. Rồi, mình lên cây luôn. Mã số 14. Chiều cao là 68. Hoành là 27. Rồi. Đế lực không? Đế luôn đây. Rồi, giao lưu dạ cái này em giao lưu 600. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 15. Chiều cao là 61. Hoành là 35. Rồi, 35 hoành. Rồi, để luôn. Phụ để. Để đây. Hết nói luôn. Con bẻ quá đẹp. Bẻ ngắn lên liền ha. Rồi. Giao lưu nhiêu đêm? Dạ, cái này em giao lưu 2 triệu 2 anh. 2 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 16. Nguyên bể đế luôn. Nguyên một con nhện nhện luôn. Chiều cao là 24. Chiều cao quá trời luôn ha. Hoành 24 luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây mới luôn.
Số 17. Số 17. Chiều cao 90. Rồi, không có cắn gì đó, ôm cái ôm đi em. Đó trên ở dưới cắn. Hoành là 30. Rồi, 30 hoành. Em thấy có cái nước da gì lạ lạ gì đây. Em cũng không biết nó gì luôn. Da dạ, nó vậy, vậy hả? Giống như là xù cám. Da lạ ha. Cám cùng mình ở đây nè. À, da rất là lạ nha quý vị. Thân cành bẻ lắc lắc ha. Da lạ hơn mấy em khác. Còn để đây. Để ha. Rồi, cho luôn như em. Dạ, 1 triệu mốt anh. Rồi, xuống cây luôn. 1 triệu mốt. Rồi, lên cây mới luôn. Số 18. Cám này cũng già cây dữ nha. Chiều cao là 48. Cây này em cũng đo trên luôn để dưới cấn này. Rồi, đo trên. 18. Trên 18 hoành. Dưới đây là nó tầm mấy á. Rồi. Đây. Để đây quý vị. Rồi, cho luôn như đem. Dạ, 500 anh. Rồi, xuống cây. 500. Cây này bự nha. Đó. Còn nguyên cái khối đất ở dưới hết biết. Cũng bố cái cây luôn. Chiều cao là 1m2. Rồi. Cái hoành đó, ngay đó là nhiều. 41 hoành. Cho anh cái tóc thân nó luôn. Lúa. Rồi, bấm. Tóc thân là 60. Rồi, tóc thân 60. À, tông tăng dù không có gì. Tóc thân 60. Quá trời, cái củ đế luôn. Cầm tay cạnh đi, con nghe trước đi ha. Đó, thân lắc nhẹ. À, tóc thân 60 nha quý vị. Hoành hồi nãy mình đo là 40 phải không? 41. 41 hả? Dạ. À, ừ, lát nữa. À, đế nha quý vị. Đế cộng lực phân bố đều trơn ha. Thì ở trên cái thân thì mình thấy có một chỗ dán bạc nè. Chỗ này là mấy em vận chuyển gì nó tróc quá chứ không phải bị lũa nha. Rồi, tróc miếng da. Dạ. Xử lý em dán keo đồ lại hết rồi. Dán bạc lại luôn rồi. À, đế thì bóc bóc luôn ha. Rồi, giá luôn nhiêu đẹp. Dạ, cái này em giao lưu là 2 triệu rưỡi anh. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 20. 20. Chiều cao là 80. Hoành là 22. Rồi, xe luôn. Đó, thân lắc lượng lượng ha. Em này cũng nu mắt trúc nha quý vị. Quý vị thích nu mắt trúc thì chốt em này chơi ha. À, để nó đây quý vị. Đó. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ, 650 anh. 650. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 21 quý vị. Chiều cao là 74. Hoành là 31. Rồi, 31 hoành. Rồi, để đây. Đó, để lực đều trơn đây quý vị. Để đều tứ diện ha. Có chân chịu trước luôn. Chòm lên trước đó nè. Rồi, giá luôn như đêm. Dạ, 1 triệu 3 anh. Rồi, 1 triệu 3 cây đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Cây to giá nhỏ luôn. Rồi, mã số tiếp theo. 22. Em tâm tóc thân cao đây. Chiều cao là 77. Hoành là 22. Rồi, 22 hoành. Để luôn nha người quý vị. Để lực không ha. Rồi, cho luôn nhiêu đen. Dạ, 600 anh. Rồi, xuống cây luôn, 600. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 23. Cây này bộ đế cực kỳ vip luôn. Thân lắc đẹp, đế đẹp luôn. Chiều cao là 87. Hoành là 28. Rồi, xây luôn. Thân lắc đẹp, tay cành đẹp. Mà em này đặc biệt về đế nhưng quý vị. Dạ. Đế sổ, lực. Nguyên cái bề lưng. Bề lưng quá xa, bề lưng đẹp luôn ha. Chịu ăn trước rồi. Đó, đều trên ha. Dạ luôn như em. Dạ, cái này 2 triệu 3. Rồi, 2 triệu 3 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn rồi quý vị. Chiều cao là 55. Rồi. Hoành là 24. 24 hoành. Rồi, xây luôn. Rồi, để đây quý vị. Rồi, cho luôn như đem. Dạ, 400 anh. 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, cây bực giảng.
cây to dáng lắc tay cành lực luôn, quá sức cái cây luôn, đẹp nha. Chiều cao là 77, quành hơi bự nè. Đây để anh áp vô chỗ gì xem cái quành nó luôn như thế gì. Vị trí này là 44 quành. 44 đúng luôn đó quý vị, không dư không thiếu một miếng nào luôn. 44, còn để đây. Để trước luôn đi ha. Hoa trời cái cây luôn. Đó. Để chòm chịu gị không đuôi gì đầy đủ hết trơn đó ha. Đó. Còn em này nói về cái đường thân nè, thân với tay cành này khẩu chê đây. Thân lắc đẹp tay cành lực nữa nè. Đó. Rồi giá luôn như đem. Dạ 6 triệu anh. 6 triệu ha, ship toàn quốc luôn. Dạ bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo à quý vị. Mã số 26. 6. Chiều cao 70. Em trực tay cành đẹp quá. Hoành là 30. Để cũng đẹp luôn. À, quý vị thích trực tay cành đẹp để đẹp em này đây. À, ha. Rồi để đây. Một nồi đế bích chịch. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ 1,5 triệu anh. 1,5 triệu cây đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 27. 7 đây quý vị. Chiều cao là 58. Rồi. Hoành là 25. Rồi xe xe luôn, 25 hoành. Cái này nó bị lũa nhẹ ở đây em. Rồi, báo cho cô chú anh chị biết luôn. Rồi. Đó, chúng ta tới keo rồi, dạ. Cái gì nữa miếng ở đó. Xử lý hết. Rồi. Rồi, giá luôn như đem. Dạ 350 anh. Rồi 350. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây mới luôn. 28 luôn nha quý vị. Chiều cao là 53. Rồi. Hoành là 27. 27 hoành. Để nó đây. Rồi, giá luôn như đem. Dạ 800 anh. Rồi, xuống cây luôn, 800 ngàn. Cây 29 luôn. Chiều cao là 55. Hoành là 19. Rồi, 19 hoành. Để luôn nè quý vị. Rồi, giá luôn như em. Dạ 450 anh. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây 30 luôn. Cây bự chảng luôn. Đây, tiếp tục lọc cây bự nữa đây quý vị. Mã số 30. Chiều cao là 1 mét. Cái hoành bự nhiêu? Hoành là 41. 41 hoành luôn, hoành bự luôn. Vậy không nghĩ ha, thằng cành nào vậy. Cây nó bự cũng bằng em luôn. Rồi để đây. Để bích luôn á quý vị nè. Đó. Mặt nào cũng có đế ha, bích sơn luôn. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ 4,5 triệu anh. Rồi, 4,5 triệu ha. Giờ lại muốn nói quý vị không? Dạ cuối clip thì em cũng xin chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ và xem cây ủng hộ em nhiệt tình ha. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.